Những chiếc lồng đèn điện tử nhiều màu sắc của doanh nghiệp Việt thiết kế dựa trên hình ảnh đáng yêu của các loài vật như gà, vịt hay chó con. Bên cạnh đó, những nhân vật trong bộ phim trẻ em trên toàn thế giới yêu thích như Trư Bát Giới, Cốt Vu, Captain. Ngoài việc phát ra các bài hát gắn liền với dịp Tết Trung Thu, những nhân vật này còn có thể đánh trống hay di chuyển bước chân theo điệu nhạc. Trẻ em có thể nhìn ngắm các nhân vật di chuyển trên mặt phẳng hoặc rước đèn cùng bạn bè nhờ thiết kế tay cầm tương tự các mẫu lồng đèn truyền thống. Sản phẩm có chất liệu được làm từ nhựa, sử dụng pin 2A 1.5V và dành cho trẻ trên 3 tuổi. Quý phụ huynh có thể tham khảo nhiều mẫu lồng đèn khác cho bé tại địa chỉ website longthuy.vn.